tự mình sáng tạo hơn, bên cạnh đó là thử sức mình với những cái lĩnh vực mà mình có thể chưa bao giờ thử sức. Quang Lộc rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Gương Mặt Showbiz được lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên fanpage của báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube eHayTV. Và tuần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời rất đặc biệt. Chị đã có hơn 30 năm đứng trên sân khấu và cống hiến cho khán giả rất là nhiều vai diễn đặc biệt. Và sau một thời gian định cư tại nước ngoài thì bây giờ chị đã trở về nước để cùng tham gia các hoạt động văn nghệ trong nước cũng như là gửi đến những quý vị khán giả những cái tiểu phẩm, những cái sản phẩm mới của mình. Và ngày hôm nay chị sẽ cùng đến đây và giao lưu chia sẻ với chúng ta. Chắc hẳn là mọi người cũng đã biết nhân vật đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta là ai rồi đúng không ạ? Xin được giới thiệu nghệ sĩ Ngọc Huyền. Vâng, chị Ngọc Huyền mến chào Quang Lộc cũng như là thân ái chào tất cả quý khán giả, quý độc giả của báo Thanh Niên và đặc biệt là trên chương trình Fanspace ngày hôm nay. Lời chào thương yêu trân trọng nhất ạ. Ngày hôm nay em rất là vui khi mà được ngồi đây và trò chuyện với chị Ngọc Huyền. Và hình như đây cũng là một trong những cái lần hiếm hoi mà chị tham gia một cái chương trình live stream online trực tuyến với các bạn khán giả như vậy đúng không ạ? Lần đầu tiên Lần đầu tiên lần luôn. đầu tiên thưa Quang Lộc thì những cái lần livestream á của các báo phỏng vấn đó thì Ngọc Huyền thường thấy là chỉ có cái iPhone của chúng ta xong rồi cái bấm lên như vậy bắt đầu livestream rồi nói chuyện đó, rất là Dạ. thân tình. Khi mà được bên ban biên tập của báo Thanh Niên cũng như Quang Lộc nói chị Ngọc Huyền lên đây để mà giao lưu đó, thì khi bước vào bên trong buổi giao lưu của báo Thanh Niên thì Ngọc Huyền hơi bất ngờ. Bởi vì một cái chỗ quay rất là đẹp, ánh sáng đẹp, máy quay đẹp, cái khung cảnh cảm thấy rất là trang trọng và mình Dạ. hạnh phúc khi mà mình được tham gia chương trình này. Mà rất tiếc là nếu mà Ngọc Huyền biết mà nó đẹp như vậy nữa thì chắc Ngọc Huyền sẽ diện, Ngọc Huyền cũng bị mang tiếng là hơi bị điệu. Cho nên là sẽ diện áo dài rồi, hoặc là áo dài khăn đóng hoặc là cái gì đó đặc biệt hơn tí. Dạ không sao, mặc dù ngày hôm nay chị Ngọc Huyền không mặc áo dài nhưng mà chị vẫn rất là xinh đẹp đúng không? Tất cả các bạn khán giả các bạn hãy comment để cho chị Ngọc Huyền yên tâm nha. Và việc đầu tiên chắc là em xin nhờ chị hãy share cái link livestream này về Facebook của chị để các fan của chị có thể vào biết cuộc trò chuyện của chúng ta và sẽ tương tác cùng với chúng ta nhiều hơn. Chúng ta sẽ share link từ fanpage của báo Thanh Niên nha chị. Và các bạn khán giả ơi, các bạn cũng hãy share link này để chúng ta có thể cùng đặt câu hỏi dành cho chị Ngọc Huyền ngày hôm nay, một dịp rất là hiếm hoi chị Ngọc Huyền giao lưu cùng với tất cả chúng ta nha. Và chắc là việc đầu tiên thì em cũng xin được chúc mừng chị Ngọc Huyền bởi vì em vừa nghe tin là chị vừa nhận được nút bạc của YouTube dành cho kênh riêng của mình, đúng không ạ? Đúng vậy, thưa Quang Lộc cũng như là chia sẻ cùng tất cả quý vị khán giả thân thương, Ngọc Huyền cũng là rất là bất ngờ và hạnh phúc và lại được bên công ty thông báo là Ngọc Huyền là người nghệ sĩ đầu tiên được nút bạc trên link YouTube. Thì có lẽ Ngọc Huyền không nghĩ là mình hay hơn gì đâu, nhưng mà Ngọc Huyền nghĩ rằng là Ngọc Huyền được may mắn bởi vì Ngọc Huyền đã được một số các bạn bè nè, rồi một số các fan hâm mộ cũng như là một số những anh chị rất là rành rẽ về YouTube đã hướng dẫn Ngọc Huyền để đăng nhập vào YouTube của công ty Đường Quân sớm. Chính vì vậy mà Ngọc Huyền mới có một cái lượt view được sự thương yêu từ khán giả như vậy. Thì Ngọc Huyền hy vọng rằng là với cái tin vui này của Ngọc Huyền cũng như đó là một cái niềm khích lệ đối với tất cả các nghệ sĩ của chúng ta, hãy mạnh dạn để mà đem những cái thông tin, đặc biệt là văn nghệ của do chính mình đến với người xem, người nghe, thì hy vọng rằng mình sẽ tự chủ hơn với những cái chương trình mà mình thích làm. Bên cạnh đó thì khán giả sẽ thương yêu mình hơn nữa và lúc nào cũng ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Thực ra việc một nghệ sĩ cải lương mà có cho mình một kênh YouTube riêng và thậm chí là đạt nút bạc, đó là một cái điều rất là hiếm hoi. Và chị Ngọc Huyền là một trong những người đã tiên phong làm chuyện đó. Và chị tại sao chị lại chọn kênh YouTube để phát triển cũng như là sắp tới chị sẽ có những cái chương trình dành riêng cho kênh của mình hay không? Có thưa Quang Lộc thì khi Ngọc Huyền còn ở trong nước đó thì Ngọc Huyền cũng đã từng tham gia những chương trình ngoài cải lương, thì Ngọc Huyền có chương trình tham gia chương trình ca nhạc như là Trung tâm Rạng Đông rồi bên Vafaco, Trung tâm Bến Thành. Đặc biệt là đối với báo Thanh Niên đó thì Ngọc Huyền có một cái mối duyên lành và rất là quý trọng báo Thanh Niên bởi vì Ngọc Huyền đã từng tham gia những cái chương trình từ thiện của báo. Bên cạnh đó là cái chương trình Duyên dáng Việt Nam không bao giờ Ngọc Huyền quên. Và cái chương trình đó là cái chương trình mà đem học bổng đến tất cả những trẻ em hiếu học và những thanh niên mà phát triển cho xã hội, cho nên Ngọc Huyền rất là thích.
Chính vì vậy mà khi mà ban biên tập mời Ngọc Huyền lên chương trình này là không đắn đo suy nghĩ, nhận lời ngay. Thì khi mà Ngọc Huyền nghĩ rằng chúng ta có một cái link riêng YouTube thì chúng ta có thể tự mình sáng tạo hơn. Bên cạnh đó là thử sức mình với những cái lĩnh vực mà mình có thể chưa bao giờ thử sức. Ví dụ như Ngọc Huyền, nói chung là Ngọc Huyền nói về cuộc đời nghệ thuật của mình thì Ngọc Huyền là một ngôi sao khá may mắn, ai cũng nói như vậy. Bởi vì khi lớn lên Ngọc Huyền đam mê với bộ môn sân khấu cải lương. Khi đến với sân khấu cải lương được sự thương yêu của quý vị khán giả, được thành danh. Rồi bên cạnh đó đã được những người thầy của Ngọc Huyền hướng dẫn Ngọc Huyền sang lĩnh vực ca nhạc, đó là nói đến là nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, rất rất nhiều người đã dạy cho Ngọc Huyền những cái kỹ thuật để mà Ngọc Huyền có thể lấn sân được sang lĩnh vực ca nhạc. Rồi Ngọc Huyền cứ nhớ là Ngọc Huyền tham gia về điện ảnh đó, và vừa điện ảnh hài nữa, thì đó là chị Hai Kim Cương. Nếu mà nói gọi chị đó thì đó là chị Hai cho phép, chứ đúng là phải gọi bằng má nè hoặc bằng cô. Nhưng mà chị Hai Kim Cương thì nói không, nghệ sĩ chúng ta là chị thôi. Và thế là Ngọc Huyền đã gọi chị Hai Kim Cương cho tới mãi bây giờ. Thì những cái người thương yêu Ngọc Huyền như vậy, và chị Hai đã giao cho Ngọc Huyền cái bộ phim Người Tình Trễ Xe. Nói chung là cũng cho Huyền thử sức những cái bộ phim. Thì Ngọc Huyền là một cái ngôi sao may mắn được thử sức mình hết nhiều lĩnh vực, từ sân khấu cải lương, ca nhạc, điện ảnh cho tới hài kịch. Thì Ngọc Huyền nghĩ chính cái điều đó đó, mình tiếp tục duy trì và phát huy thì cái link YouTube mình sẽ mạnh. Thì cái hướng sắp tới của Ngọc Huyền về link YouTube thì nhiều lắm, nhưng mà thôi để dành bữa nào khác Ngọc Huyền sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái link này. Bởi vì những cái hoạt động sắp tới đó thì Ngọc Huyền muốn hơi giữ kín một tí xíu, nó cũng là một vấn đề bí mật và cũng là một điều mà để cho quý vị khán giả tìm tòi chịu khó vào link mình xem. Dạ rồi.